Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để bảo quản ớt mà mình có thể sử dụng quanh năm luôn. Đó là mình sẽ đông đá ớt này ha. Ớt gì các bạn cũng có thể đông đá được hết ha. Ớt này là ớt hiểm nè, ớt trái nhỏ, ớt hiểm ha, hoặc là cái ớt trái dài màu đỏ, ớt sừng, trâu, các bạn đều có thể đông đá được hết ha. Các bạn cho ớt vào hộp bảo quản thực phẩm ha, hoặc là túi zip, tùy vào lượng ớt mà các bạn có thể sử dụng túi lớn hay là hộp hộp lớn hay là hộp nhỏ hay là cái túi nhỏ nha. Mình thì mình sử dụng cái hộp thực phẩm này ha. Vì ớt có cái màng da bên ngoài này nè, nên là khi mà các bạn đông đá thì nó sẽ không bị dính cái trái lại nha. Trước khi ớt các bạn mua về hoặc là hái từ cây xuống á thì các bạn nên rửa qua nha, để cho ớt nó sạch rồi mình hãy bỏ vô tủ đông ha. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn cái ớt, hộp ớt mình đã đông đá rồi. Hộp này là mình đã đông đá rồi nha các bạn. Trái ớt sau khi đã đông đá nè, nó sẽ rất là cứng nha các bạn. Ớt sau khi đông đá thì các bạn có thể sử dụng được hầu như là tất cả các món nè, dùng để bỏ vào cá kho, thịt kho hoặc là nước mắm, cắt bỏ vào nước mắm hoặc là cắt để mà đâm chung với tỏi làm nước mắm tỏi đó nha các bạn. Hoặc là ăn sống cũng được, ăn sống thì nó hơi lạnh một chút thôi ha, nhưng mà rất là ngon. Cách này thì mình có thể bảo quản được ớt của mình là hầu như là quanh năm, và nhà mình là có ớt xài quanh năm nha các bạn. Sẽ thật mà bẻ thử cái trái ớt này cho các bạn xem nha. Đây. Rất là giòn, rất là dễ bẻ.